Bây giờ chúng ta sẽ xử lý một cái vấn đề là xác nhận xóa đúng không ạ? Khi chúng ta muốn xóa thì chúng ta giữ chuột đúng không? Và chúng ta phải hiển thị lên được từ một cái giao diện xác nhận. À, có muốn xóa không? Bấm Yes thì mới xóa. No thì không xóa. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta muốn làm đấy thì trong cái Android này nó cung cấp sẵn cho chúng ta một cái lớp. Đấy là người ta được gọi là Alert Dialog. Alert Dialog. À, lớp đấy là nó tạo sẵn cho chúng ta một cái giao diện, chúng ta chỉ việc dùng thôi. À, thì chúng ta cố gắng dùng một lần hai lần nó quen, lần sau chúng ta cứ thế dùng thôi nhá. Bất kỳ một bài toán nào về xóa chúng ta đều có thể dùng được cả. Rồi ok, thì vậy bây giờ là thế này. À, như sau, chúng ta gửi chuột vào đây rồi đúng không ạ? Chúng ta remove rồi. Trước khi remove thì chúng ta phải làm gì ạ? Tốt, cái tốt này chúng ta bỏ đi nhá. Tốt này bỏ đi nhá. Là tạm thời khóa lại là có thể là tính là dùng cũng nên tạm thời khóa lại hai tốt này, tạm thời khóa lại chúng ta là chắc kiểm tra được rồi. Thì chúng ta sẽ là trước khi xóa chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta khai báo một cái lớp của thằng Android đấy là alert, rồi alert dialog thằng lên dùng luôn rồi. Enter nhá, chấm build, rồi, chấm build. Rồi, khai báo một cái build bằng new alert dialog thôi. Đó. Và đối số của nó là màn hình hiển thị. À, có nghĩa là chúng ta muốn hiển thị cái pop-up này, cái giao diện này ở màn hình nào. Thì màn hình chúng ta muốn hiển thị là màn hình main activity. Hoặc là cái em chuyên vào, các bạn chuyên vào đây zip xem có được không. Phiên bản này nó không hiểu sao nó không hiểu zip. À, mà nó bắt buộc phải là main activity lớp trên lớp chấm class main activity chấm chấm zip. Rồi, ok, nó là một con tag. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ phải trong cái thằng lớp view này này nó có hai cái hàm, một cái hàm tên gọi là negative và một cái hàm tên gọi là positive. Đấy, các bạn biết tiếng Anh cũng biết rồi, positive là có nghĩa là khẳng định đúng không, còn negative là phủ định. À, thì nó chính là hai tương ứng với hai cái nút bấm là có hoặc không. À, thì chúng ta phải cài đặt hai nút bấm đấy, nó cài làm sẵn chúng ta đang dùng. À, chúng ta dùng là đối tượng lưu chấm. À, khẳng định trước này. À, chấm là gì ạ? Khẳng định là positive. Đây, set positive này, có set positive này. Đấy, nó có bảo set positive nhá. Đấy, nó có chúng ta dùng hàm này luôn này, nó có hai cái hai đối số. Đối số nhất là một cái text, có nghĩa là chúng ta cái text hiển thị đây mình bấm ấy. Chúng ta sẽ đưa vào đấy là có hoặc không đúng không, rồi sau đấy một cái sự kiện, một cái hàm là onClick là à, còn một cái hàm thực hiện một cái hàm ở đấy, nó bảo là khi bấm vào nút bấm này thì nó thực hiện cái hàm này. Tóm lại như này nhá. À, thứ nhất là đối số nhất là một cái text, chúng ta bảo là nút này nút có này, thấy chưa. Cái thứ hai là một cái sự kiện new nhá, new đây là new, đây new click đấy chấm phẩy nhá, rồi chấm phẩy cuối nhá. Tóm lại là tốt lại là khi chúng ta bấm vào nút bấm này thì nó thực hiện cái hàm on click này. Hàm on click này chúng ta làm gì? À, z thì tôi remove. À, tôi có chuyển hai dòng code này vào đây. Rồi còn nếu trường hợp mà người dùng bấm vào nút bấm là phủ định đúng không, mà là không, new này chấm này negative đúng không, set negative. À, tương tự như vậy chúng ta bảo là không, đây là new. À, không thì chúng ta làm gì, không làm gì cả đúng không, không thì chúng ta đang không làm gì cả. Mà chúng ta muốn thông báo là cái gì đấy thì tùy, chúng ta bảo là ở bạn nào hủy như đấy tùy đúng không, tóm lại không làm gì cả. Rồi sau đấy là chúng ta sẽ show thằng này lên new chấm show, tài thử nhá xem nó có được không. Không được thì chắc là phải xem lại đúng không, mà xem lại mà không được nữa thì chắc là phải làm cái gì khác nữa đúng không. À, nó đang install APK này, có nghĩa là đang cài đặt phần mềm vào vào cái điện thoại đấy.
nó bắt đầu chạy này đúng không? Đấy, thằng phải chạy xong rồi đấy. Rồi, bây giờ giả sử xóa thằng nền tảng iOS này. Đấy. Như vậy nó xuất hiện ra pop-up và có hay không đúng không? Nhưng mà chúng ta pop-up nó đang xấu, chúng ta có thể là cho biểu tượng vào, cho cái thông báo vào đúng không? Ừ. Thì giả sử chúng ta bấm không đã này. Đấy, nó không xóa đúng không? Bây giờ bấm có này. Ok. Wow, lỗi à? Ghê nhỉ. Lỗi thì nó về check lỗi đúng không? Rồi xem lỗi là lỗi gì đã. Ok, bấm có thì nó lỗi đúng không? Và chúng ta check lỗi thì chúng ta phải check ở trong logcat xem là lỗi gì. Ok, logcat nó nhảy chính quá. Rồi, click vào cái phần error nhá. Đây. Error này. Nó bảo là gì? Cái gì đây? Array index bound, có nghĩa là cái lỗi mà ấy xuất hiện cái lỗi như này là có nghĩa là chúng ta đang truy cập đến một cái mảng nào đấy mà là truy cập nằm ngoài đấy số phân tử. Thì nó báo cho chúng ta cụ thể dòng nào, chúng ta click vào đây xem nào. Nó bảo là ở đây đúng không? Ừ, nó bảo là dòng 43 này này. Đấy, yes, đúng không? Ok, rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu lỗi rồi. Lỗi là gì? Lỗi là chúng ta remove. Ở đây là remove B là chúng ta mong muốn là remove của thằng mặt trên này cơ. Nhưng mà nó đang nhận thằng nào ạ? Nó nhận thằng trong. Cái thằng này nó cũng cũng trả về chúng ta một cái y, đúng không? Đấy. Nó đau rồi đấy. Thành thế là chúng ta phải làm sao mà chuyển được cái dữ liệu này này, chuyển được cái thằng y này này vào đây. Đúng không? Đấy. Thì có khá nhiều cách để mà làm được việc này. Thì xem thì cách nào mà nó mà hợp lý nhất thì cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ khai báo một cái biến toàn cục là chuyên dùng để xóa. Rồi. INT chúng ta bảo là index, đặt tên biến index index đen đi, delete đi, delete được chưa? Ban đầu thì nó là cái chỉ số mảng, vì là tất cả nó không có giá trị không, giá trị âm một đâu, ra khởi tạo cho nó giá trị là âm một. Ok, giá trị này trong mảng không bao giờ nó nhận luôn đúng không? Rồi index nhá, đây là index nhá. Đây là index. Sau đấy thì chúng ta vào cái hàm này đúng không, thì chúng ta lưu lại đúng không, lưu lại cho cái hàm này bằng gì, bằng y đúng không? Sau đấy chúng ta sẽ dùng cái hà dùng cái biến biến này chúng ta sẽ dùng ở trong nào, ở trong này. Mà bây giờ chúng ta phải ghi mục, không phải ghi mục y nữa mà ghi mục gì, index. Ok không? Được, đấy là cách đơn giản nhất. Cách chuyên, nhưng mà cách thứ hai là cách chuyên nghiệp hơn là chúng ta sẽ viết hẳn một cái hàm chỉ thực hiện hai dòng này thôi và chúng ta chuyển đổi số cho nó. Cái cách hai nó chuyên nghiệp hơn nhưng mà nó phức tạp hơn chút, thôi chúng ta dùng đơn giản thôi. Muốn làm cách hai thì đến cái bài toán nâng cao mình làm cách hai mới cho nó đỡ mất thời gian đúng không? Nếu bây giờ mà làm hết thì nhiều lắm. Trả lên thêm một tí, có gì đâu, thế này có gì đâu, cái này nó đi vào dĩ vãng rồi mà. Rồi xóa nhá, bây giờ thử thử xem có được không này. Chắc đây thì mỗi lần test là một lần vất vả, là lúc này chúng ta nhìn thấy là cái gì nhỉ, cái pop-up chúng ta là chưa có tiêu đề đúng không, cũng chưa có cái gì cả, nó hơi xấu thì chúng ta có thể bổ sung vào, nó cho phép chúng ta bổ sung rằng đơn giản thôi. Ví dụ như là như sau, chúng ta có thể là bổ sung này, dùng cái đối tượng builder nhá, chấm này, ta có một cái thứ nhất là set title. Đây, ta bảo là bạn thật sự muốn xóa đúng không? Không, title này nó là một cái nằm phía trên, nó bảo là chúng ta sẽ là cho vào đây là một cái hình mặt cười cảnh báo gì đấy, 2.d này, ví dụ như thế. Nó bảo là gì nhỉ, cảnh báo nguy hiểm đúng không? Đó. Cảnh báo nguy hiểm đúng không? Rồi còn cái nội dung mà muốn mà bảo hỏi người ta muốn xóa hay không á thì chúng ta phải dùng là build này,
chấm hình như là sắt Metit hay sao, sắt Metit à, đã có hàm Metit. Nó bảo là bạn thật sự muốn xóa à, thì tạm thời chúng ta bảo là muốn xóa không rồi nhá, mà tí nữa chúng ta muốn hỏi cụ thể là muốn xóa thằng nào cũng đều được cả, đúng không? Chúng ta bảo là hoặc là hỏi luôn này, chúng ta có muốn xóa xóa cái gì, xóa cái thằng là list view list môn học chấm get get index y xóa à, môn học cụ thể luôn, chỉ ra luôn đúng không, môn học đúng không? Sau đấy thì cộng với này dấu này không đúng không? Chấm hỏi đấy. Rồi chúng ta có thể xét cho nó thêm một cái icon build chấm này, xét icon đấy, có icon icon chúng ta có thể lấy tạm một cái icon nào đấy, các bạn có thể là lên mạng lấy một cái icon là cảnh báo nguy hiểm ấy, copy đưa vào giống như hôm trước chúng ta đưa cái ảnh avatar vào đấy đúng không, chấm anh chấm nước thì lôi về đúng không ạ. Rồi sau đấy thì ở trong này thì mình tạm thời mình lấy một cái ảnh của thằng Android đó, thì đó đó chính là thằng gì nhỉ, Android là R à, không không phải Android, Android nhá chấm này R đúng không, chấm Droidable đúng không, ảnh nó là Droidable mà chấm này đấy, chúng ta lấy cái nào lấy, ví dụ chúng ta lấy bảo là lấy tỏa đúng không, warning đi, cảnh báo của warning có đây, system warning lấy luôn thằng system warning đấy. Rồi chạy thử nhá, chạy được cái rồi chúng ta dừng luôn chuyển sang bài khác này, nó đang chạy đúng không, nhưng chúng ta nhìn trạng thái bên dưới là nó đang build này đúng không. À, nó build xong rồi và đó ra bây giờ build xong rồi thì nó cài cài đặt instance APK, có nghĩa là cài đặt nó vào máy điện thoại này đúng không, và nó bắt đầu lăn này, lăn chạy đúng không, rồi chạy xong rồi đúng không. Ôi sao cái này tự nhiên nó là thế này nhỉ, đợi tí, ô nó không chạy lên này, kích vào đây ra nào, à nó lên rồi đúng không, thế bây giờ chúng ta xóa này, giữ cho vào đây đúng không, đấy nó bảo là cảnh báo này D2 chấm này cảnh báo nguy hiểm, ok lại cần nó không lên này đấy, nó bảo là bạn thật sự muốn xóa cái môn học lập trình nền tảng iOS hay không, và chúng ta thông báo một cách chính xác đúng không, nó bảo có thì nó xóa luôn đúng không, xóa rồi đúng không? Tiếp tục xóa là bạn có thật sự muốn xóa cái môn học lập trình đối tượng với sim cộng hay không, bấm không thì nó sẽ không xóa, ok.